dừng xe mua bánh kem, người phụ nữ bị dàn cảnh đụng xe, trộm điện thoại iPhone 11 Pro Max. Theo camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 12 tại một tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Lúc này, một người phụ nữ ngồi trên xe máy đang dừng xe tại cửa tiệm bánh kem để mua bánh. Chị có lấy điện thoại ra sử dụng rồi cất vào túi nylon treo trên xe. Khi chị chuẩn bị rời đi, xuất hiện nhóm khoảng 3 đến 5 người chạy xe máy đến, áp sát và bao quanh xe của chị. Trong đó, một nam thanh niên đi xe máy chở theo một phụ nữ giả vừa đụng vào đuôi xe khiến chị này phân tâm, xoay người về phía sau bên phải để kiểm tra. Lợi dụng thời cơ, đối tượng nữ xuống xe áp sát trộm chiếc túi nylon treo trên xe máy. Trộm được tài sản, người phụ nữ này nhanh chóng nhảy lên xe máy của một thanh niên khác đang đứng gần đó và tẩu thoát. Theo báo Công an Nhân dân, Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thông tin hình ảnh trình báo về một vụ dàn cảnh trộm cắp tài sản trước một tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Từ hình ảnh được cung cấp, Công an huyện Nhà Bè đang khoanh vùng các đối tượng và tổ chức truy xét. Nạn nhân trong vụ việc là chị BHT, ngụ huyện Nhà Bè. Chị T cho biết tài sản bị kẻ gian trộm mất gồm một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max và một số tiền mặt, tổng giá trị tài sản hơn 30 triệu đồng.